Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình ngồi đây và mình chia sẻ một ít thông tin về những bà mẹ sau khi sanh phải gặp những sự cố nào, và những cái điều đó là mình tin chắc là hầu như không ai nói với tất cả mọi người đâu, và những cái điều đó là mình phải tự nhận biết ra, và có lẽ là nó cũng khá là kinh khủng với những người nào đó mà chưa bị chuẩn bị tâm lý sẵn. Nếu như mà mình nghĩ là khá là kinh khủng, nếu như mà họ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thì họ cảm thấy là rất là ghê, và thời gian đó là thời gian khủng khiếp nhất trong cái thời gian mà mình thanh xuân của mình đấy. Và mời tất cả mọi người xem cái quá trình là sao sanh, là người phụ nữ phải gặp những gì mà nó ghê gớm đến như vậy, thì mời các bạn theo dõi video nha. Điều đầu tiên đó là tất cả mọi thứ đều đau sau khi sanh. Lý do tại sao mình lại nói những cái điều đó là các bạn biết không, không chỉ là các bạn đau chuyển dạ mà các bạn còn đau khi mà sau sanh các bạn còn phải đau tầng xương môn, đau xương chậu, đau lưng, đau vai, rồi mình mẩy ê ẩm, tất cả mọi thứ đều đau, và đau vết khâu nữa. Cho nên hả, lý do đó là những lý do đó thường là chưa có ai nói với mình biết, là họ chỉ cảnh báo mình về cái việc là đau khi sanh, là khi mà mình chuyển dạ mình sanh á, thì cái cơn đau đó giống như là chết đi sống lại vậy đó, là họ diễn tả là cái cơn đau đó bằng gãy 30 cái xương sườn đó. Là các bạn tưởng tượng là cái cơn đau đó nó dồn dập đến một lúc bằng một con người chịu áp lực gãy 30 cái xương sườn cùng một lúc. Mà thì các bạn hiểu được cái cảm giác đó là rất là kinh khủng. Nhưng mà sau khi sanh thì cái cơn đau nó vẫn còn âm ỉ các bạn ơi, nó không có chấm dứt ở cái chuyện là các bạn sanh xong em bé là các bạn sẽ hết. Thì khi các bạn sanh xong thì các bạn bị mai tầng xương môn, thì cái vết khâu đó nó sẽ làm cho các bạn rất là đau. Và chưa kể là những cái bà mẹ nào đó mà sanh mổ á, thì sẽ bị đau cái vết mổ, vết khâu ở trên bụng á. Và các bạn biết không, chỉ cần các bạn hắt xì một cái thôi các bạn cũng đau. Khi mà Minh sanh á, Minh bị ám ảnh khủng khiếp bởi cái điều hắt xì và ngồi dậy. Khi mà mình ngồi dậy, luôn luôn mình phải nhờ mẹ mình để mình ngồi dậy. Mình câu cổ mẹ mình như vậy nè, rồi mẹ mình ghì mình lên để cho mình không có dùng cái cơ ở dưới phía bụng á, để có thể gồng lên. Tại vì khi các bạn mà dùng cơ dưới bụng như mọi bữa là cái da bụng mình không có cảm giác vì mình không có bị đau ngay chỗ đó, thì các bạn sẽ không cảm giác nó khủng khiếp đâu. Nhưng mà khi các bạn bị mổ, bị rạch ở cái đường mai, đường mổ đó đó, thì khi các bạn ngồi dậy là các bạn sẽ cảm thấy cái vết mổ đó, và cái khi mà các bạn dùng cơ ngay cái bụng, các bạn cảm thấy nó là cả một cái cực hình đối với mình luôn các bạn. Và cái điều đó là nó làm cho mình di chuyển cũng đau, đi cũng đau, nói cũng đau. Mà đôi khi hả, mình hát xì một cái thôi, là cái điều hát xì đó của mình, là mình nói thiệt á, mình ước gì lúc đó mình không bị thật sự đâu. Các bạn biết không, nó khi mà các bạn mà bị mổ bắt con, hoặc là các bạn bị mai tầng xương môn, thì khi các bạn hát xì là đó là một cái gọi là cái cực hình đối với cái người phụ nữ sau sanh đó các bạn. Và mình còn bỏ sót một chi tiết nữa là đau ngực. Khi các bạn sanh xong là bắt đầu sữa nó về và nó làm cho căng tức cái lồng ngực, và bắt đầu nó làm cho cái ngực của mình rất là đau các bạn ơi. Nó đau mọi thứ, khi mà các bạn vẫn chưa quên được cái cơn đau đẻ, cái cơn đau mổ và cái cơn đau bị rạch tầng xương môn, thì các bạn lại cảm nhận được tiếp đó là cái cơn đau ngực. Khi mà sữa nó về, nó làm cho cái ngực mình rất là căng và nó làm cho mình rất là đau. Và cái điều đó nó hành hạ. Tại vì nếu như các bạn bị căng tức ngực như vậy thì một mình nó thì các bạn có thể chịu được, nhưng mà nó dồn dập lên cái những cái nỗi đau khác thì các bạn cảm thấy nó rất là kinh khủng vào những cái thời gian mà sau sanh đó. Điều kế tiếp đó là kiệt sức và cảm thấy mệt mỏi, lúc nào các bạn cũng muốn đi ngủ thôi. Đó là lý do tại sao mà cái người phụ nữ trước khi sanh họ luôn được những người lớn và những người có kinh nghiệm họ vỗ béo và họ nói ăn nhiều đi con, rồi xong rồi khi con sanh ra là bảo đảm con sẽ ốm lại. Lý do là
các bạn phải thức đêm, các bạn lo cho con mình, vì mỗi khi các bạn có thể ngủ một giấc tới sáng thì bây giờ các bạn có em bé rồi, các bạn không thể nào ngủ một giấc tới sáng, con đái, con ỉa, rồi con khóc. Đôi khi mấy bé hả, một đêm như vậy các bé đi tiêu đi tiểu 5-6 lần, và mình phải thức dậy và mình thay. Khi mà các bé đi tiêu đi tiểu như vậy là các bé cảm thấy nó rất là khó chịu, và các bé nó ngọ ngoẹ và nó các bé khóc, thì mình phải ngồi dậy, mình thức dậy, và có lẽ như là cái giấc ngủ của cái người mẹ không bao giờ được là trọn vẹn. Chỉ trừ khi là cái người phụ nữ đó họ quá mệt, họ thiếp đi khoảng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thôi. Và cái việc mà mình cho em bé bú thì 1 tiếng đến 2 tiếng là các bé phải bú một lần rồi, là cái việc ngủ là hầu như nó hoàn toàn là nó không có được là trọn vẹn, mà nó làm cho cái người phụ nữ nó luôn luôn nằm trong cái tình trạng là cứ lơ trên mây vậy đó, giống như là người trên mây vậy đó. Nó không phải, nó không có ở dưới đất được, nó giống như vậy đó. Tại vì mình đã trải qua một cái cơn đau đẻ và một cái quá trình mà chuyển dạ, cái quá trình chuyển dạ nó lấy đi cái sức, kêu bằng nó làm cho cái người phụ nữ bị kiệt sức rất là nhiều. Và sau khi sanh mình đã bị cái cơn đau đẻ nó hành rồi, cái cơn đau của cái vết mổ nó đang hành hạ mình, thì tiếp đến đó là đứa bé, đứa con mà mình sanh ra bắt đầu nó hành mình tiếp, là nó thức, nó ỉa, nó đái, rồi mình phải thức mình canh. Bởi vì đó là lý do tại sao là cái người sanh á, người sanh ra luôn luôn muốn đi về gia đình mẹ để có thể là có được một người cứu binh, có thể là tối đó là bà, có thể bà thức bà chăm cháu phụ đó, để cho cái người phụ nữ có thể là ngủ và lấy sức lại nhanh hơn. Và bắt đầu cái người phụ nữ họ bị cái cơn đau nhức nó hành, họ không ngủ được. Ví dụ như đối với những người sanh mổ như mình á, thì bắt đầu bị đau lưng, bị nhức lưng, không ngủ được, nó nhức lắm. Nó nhức, các bạn tưởng tượng giống như là cá trê đâm vô cái xương sống mình vậy đó, rất là nhức. Vì lý do là họ tiêm một cái mũi tiêm vào cái xương sống của mình, mũi tiêm gây tê để cho mình lên bằng mổ để mình sanh á, thì cái mũi tiêm đó nó làm di căn nó đau lắm, khoảng 2 tháng 3 tháng nó mới hết cái cơn nhức đó. Và cái việc mà cái người mà bị rạch tầng xương môn thì họ cũng bị cái vết thương đó, nó âm ỉ đó, nó làm cho họ bị mệt mỏi và kiệt sức đó. Rồi tiếp đến là việc kế tiếp đó là tim mẹ. Và tim mẹ là một cái quá trình gọi là đấu tranh của một người phụ nữ. Trước hết đó là tim mẹ mình phải gọi sữa về, gọi sữa như thế nào đó cho sữa nó về nhiều, cho con mình có thể ti sớm nhất để có thể giúp cho bé ti thật là nhiều sữa mẹ càng tốt, để cho cái hệ miễn dịch của bé nó có thể tốt hơn, và cái đường ruột của bé nó không có bị tiêu chảy do mà sử dụng cái sữa ngoài. Và bắt đầu cái đối với những người mà họ cái ti sữa của họ lần đầu tiên họ sanh con thì nhất định nó sẽ bị tắc sữa. Và cái việc thông sữa đó là một cái quá trình mà phải phấn đấu và phải vượt qua nó. Đối với những người thì họ dùng là họ kêu chồng mình nút ga để cho cái ti sữa nó thông. Còn có những người thì họ dùng cái máy hút. Đối với mình thì mình dùng máy hút. Mình dùng cái máy hút bơm tay như vậy nè, mình gắn vô và mình hút để cho cái ti sữa nó thông. Và khi mà cái ti sữa nó thông rồi thì mình mới bỏ vào cái bình sữa cho em bé nó bú. Vì cái lúc đầu á, là cái ti sữa mình vẫn chưa thông, mình cho em bé bú nó không có chịu bú mọi người ơi. Và cái thời gian đầu mà mình bị sanh mổ á, thì mình bị tách em bé ra 24 tiếng nằm ở trên phòng hồi sức. Thì trong cái thời gian 24 tiếng là bà phải cho bú sữa bình. Bà phải cho bú sữa bình, cho nên bé quen với cái ti sữa bình này, chỉ cần đưa vào là ti sữa nó chảy thôi. Nhưng mà còn đối với ti mẹ thì em bé phải nút một hoặc hai cái và sữa nó mới về, nó mới ra. Và nó làm cho em bé nó khó chịu. Khi mà nó nút một cái hai cái mà sữa không ra là bắt đầu nó bỏ ti. Đó, cho nên mình phải chịu khó, mình ngồi đó mà mình dắt sữa. Nếu như các bạn biết không, em bé nó phải nút mạnh thì cái ti sữa của mình nó mới thông. Mà nếu như em bé nó nút không mạnh thì coi như là cái ti sữa mình bị tắc. Và coi như là cái chuyện tắc là triền miên luôn, nó sẽ không bao giờ hết tắc sữa. Cho nên cái giải pháp tốt nhất là nên lấy cái máy hút để hút cho cái ti sữa nó thông. Rồi á,
Rồi cái bệnh kế nữa là cái bệnh nứt cổ gà đối với cái người mẹ là cực kỳ khó chịu, và cái người mẹ phải phải là chịu cái kêu bằng chịu một cái hình thức kêu bằng tra tấn của đứa bé, là khi mà bé mà mọc răng á mọi người, bé nghiến cái núm vú á, và nó làm cho cái người phụ nữ đôi khi là thiếu gì đó. Nó làm cho cái người phụ nữ bị rướm máu ở cái đầu ti và rất là khó chịu, và nếu như và lần thứ hai lần thứ ba cho bé bú thì cái mình cái chỗ nứt cổ gà của mình nó vẫn chưa có lành á, thì bé nút nữa thì nó làm cho bị lỡ đầu ti đi thì rất là đau các bạn ơi. Và nỗi khổ tiếp theo của người phụ nữ đó là sữa ở khắp mọi nơi các bạn. Khi mà mình bị tắc sữa thì mình cũng bị khổ, khổ vì sữa nó không về, mình không có sữa sữa mẹ để có thể cho con ti. Nhưng mà khi mà các bạn gọi được sữa về rồi thì hầu như là các bạn làm gì sữa nó cũng chảy ra hết, và nó luôn vương vãi trên người mình, mà cái phụ nữ lúc đó lúc nào trên người cũng nghe mùi sữa. Và các bạn biết không, mùi sữa mẹ nó rất là tanh, nó tanh tại vì mình ăn uống thịt cá rồi đó, nó tanh chứ nó không có giống như là cái sữa hộp, nó thơm cái mùi sữa, còn cái này sữa mẹ. Và nếu như mà những người nào mà không họ không kỹ, họ không sạch á, thì cái mùi sữa nó còn tanh rất là nhiều nữa. Và cái sữa đó là các bạn biết không, các bạn ăn uống cái gì, ví dụ như sau khi các bạn ăn thì sữa nó vẫn chảy, rồi xong rồi sau khi các bạn uống một ly nước nóng thì sữa nó lại chảy tiếp. Rồi các bạn có thể đôi khi các bạn cảm động hay các bạn xem một bộ phim mà các bạn xúc động, các bạn vẫn bị chảy sữa, nó ôi nó chảy ra ở khắp mọi nơi mà các bạn không thể nào kiểm soát được nó cả. Đó là lý do tại sao mà cái người mẹ sau sinh luôn luôn phải cầm theo một cái khăn luôn luôn phải cầm theo một cái khăn. Và hầu như là những người mẹ sau sinh họ rất là ít muốn đi đâu, tại vì khi mà họ đi á là họ 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 cảm thấy là không có được thoải mái, và họ ngồi gần người khác họ cảm thấy không có được tự tin, vì sữa của họ luôn luôn tràn về bất cứ lúc nào và không thể nào mà kiểm soát được nó. Cái nỗi khổ tiếp theo mà cái người phụ nữ phải mắc phải sau khi mà sanh em bé đó là em bé khóc. Đó là em bé nó no nó cũng khóc, nó buồn nó cũng khóc, và nó ị nó cũng khóc, đi tiểu nó cũng khóc, và mình không biết lý do tại sao nó khóc, và mình luôn luôn tìm cái nguyên do để có thể dỗ cho em bé nín. Là lúc đó là mình quýnh lên hết, lần đầu tiên mình làm mẹ là mình quýnh lên hết, mình luôn luôn muốn là mình phải làm như thế nào để con mình có thể là nín trong tích tắc, hoặc là mình không có muốn con mình khóc, tại mình sợ là bé bị cái gì, hay là bé chưa no, hoặc đôi khi là bé bị đau vô nào, hoặc là bé đau bụng như thế nào đó, mình cảm thấy bối rối khi mà con mình khóc, và mình luôn luôn kêu bằng bấn loạn trong cái lúc con mình khóc. Điều tiếp theo đó là cái người phụ nữ bị stress nặng sau khi sanh, và người phụ nữ đó rất dễ nhạy cảm và có thể lọt vào cái tình trạng trầm cảm. Đó là lý do mà thường họ đưa lên báo đài là nói là những người mẹ sau sanh bị trầm cảm, và bây giờ lại có một cái chuyên khoa dành cho trị liệu những cái người phụ nữ sau sanh bị trầm cảm. Cái người phụ nữ mà khi mà họ bình thường họ còn thanh xuân, họ son sắt và họ cảm thấy họ tràn đầy năng lượng, thì sau khi họ sanh thì họ bị tụt hết cái năng lượng đó đi, và hầu như cái năng lượng đó trở về zero, là con số không, và đôi khi còn âm nữa kìa. Và cái người phụ nữ họ cảm thấy là mình không đẹp, và nhìn lại cái vóc dáng mình luôn bị xồ xề, cho dù là mình sanh em bé rồi mà cái bụng mình vẫn to và mình có những vết nứt rất là xấu, và bắt đầu mình nhìn cái khuôn mặt của mình nó không có đẹp, và bắt đầu mình thấy tất cả mọi thứ trên người mình nó hầu như là bị tàn phá một cách rất là kinh khủng. Và tiếp đến là mình cảm thấy tủi thân, mình thấy bất cứ cái gì mình cũng tủi thân hết, và mình thấy khi mà cái người chồng mình ôm đứa con nựng nịu thì mình cũng cảm thấy tủi thân luôn, vì ngày trước là mình là số 1 và bây giờ mình là số 0 mình nói số 0 thì cũng hơi quá, và rồi bây giờ mình chỉ xếp ở vị trí số 2, số 3 thôi. Và bắt đầu mình cảm thấy tủi thân, và mình cảm thấy là mình phải được yêu thương nhiều hơn chứ, mình đã hy sinh rất là nhiều và mình đã vượt cạn, đôi khi là mình đánh đổi cả sinh mạng mình, mà tại sao mình bây giờ mình lại không được
yêu thương mà mình lại bị, nó nói thẳng ra là kiểu là mình có thể là bị ganh tị với cái người con của mình đó. Và bắt đầu vì lý do cái thời gian đó là cái người phụ nữ họ, cái hormone trong cơ thể của họ nó vẫn chưa có ổn định, đó là lý do tại sao mà họ luôn cảm thấy tủi thân và luôn luôn muốn người khác quan tâm, tại vì cái hormone của họ vẫn chưa có ổn định và họ bị căng thẳng sau sanh do chăm sóc em bé và mệt mỏi. Tiếp đến là bắt đầu mình cảm thấy là mình nghi ngờ cái khả năng của mình, nghi ngờ cái kiến thức của mình. Đó lý do tại sao mà mình lại nói vậy, là mình cảm thấy là mình không biết là mình cho con mình tiêm như vậy đã đủ sữa chưa, hay là mình cho con tiêm như vậy nó đã nhiều hay là ít, con mình no chưa hay là con mình còn đói. Đó là cái lý do là bắt đầu mình cảm thấy nghi ngờ bản thân mình. Con ngủ nhiều quá hay là mình cảm thấy là không biết là con mình có gì hay không mà tại sao nó lại ngủ nhiều như vậy. Hoặc là mình thấy là con ngủ ít quá, mình không biết là con ngủ ít như vậy rồi không biết là con có bị mệt hay không. Là tiếp đến là mình cảm thấy là con mình phải ăn như thế nào để cho đúng, và ăn như thế nào để vừa đủ và có thể được nhiều dưỡng chất cho con mình. Ôi bao nhiêu thứ trong đầu mà bắt đầu cái người mẹ đó bắt đầu cảm thấy đấu tranh tư tưởng với nhau. Và những cái kiến thức mà khi người mẹ học trước khi mà mang bầu và trước khi đi sanh con, hầu như là bắt đầu họ luôn nghi ngờ vào những cái kiến thức đó của mình. Ví dụ như họ biết được cái kiến thức đó đi, nhưng mà khi mà họ áp dụng, họ muốn áp dụng vào con mình thì họ bắt đầu họ nghi ngờ, họ biết là không biết mình làm gì có đúng hay không. Bắt đầu họ cảm thấy nghi ngờ bản thân mình và nghi ngờ cái khả năng làm mẹ của mình. Và sau nữa, đó là cái điều mà hầu như cái người phụ nữ nào sau sanh họ cũng mới mắc phải, dù ít hay nhiều đều mắc phải cả. Đó là tự ti về bản thân mình rất là nhiều, và cảm thấy khi mà đứng trước gương là mình cảm thấy giống như là một cái cực hình đó. Những người phụ nữ họ dòm thấy cái gì họ cũng xấu cả, mắt mũi miệng cơ thể tay chân, và họ nhìn vào những cái vết nứt, và họ nhìn ví dụ như họ bị sinh mổ giống như mình thì họ sẽ nhìn vào những vết mổ, ô cái vết mổ này nó dài quá, nó xấu quá, nó làm cho mình mất thẩm mỹ đi, và ô tất cả mọi thứ trên người họ, họ cảm thấy là suy sụp hoàn toàn, và họ cảm thấy là mình bây giờ là mình giống như một phế thải vậy đó. Và mình cảm thấy là mình không còn hấp dẫn nữa, mình không còn khiêu gợi nữa, và không còn đẹp trong mắt ông xã mình nữa. Và bắt đầu bao nhiêu cái tự tin nó sẽ dồn lên đầu, và nó làm cho người phụ nữ luôn luôn gắt gỏng với cái người đàn ông. Và nếu như thật sự cái người đàn ông họ yêu thương và họ hiểu được cái người phụ nữ đó, thì họ sẽ cố gắng vượt qua cái thời gian đó để cho người phụ nữ có thể bình tĩnh lại và họ lấy lại được thân bằng trong cuộc sống. Thì lúc đó thì cái người phụ nữ đó sẽ không có bị stress hoặc bị trầm cảm. Còn nếu như cái người phụ nữ mà họ đang trong cái quá trình mà họ lập lại cái trật tự trong cái cơ thể của họ đó, thì mà cái người đàn ông mà họ còn gắt gỏng với người phụ nữ nữa và không yêu thương người phụ nữ nữa, thì bảo đảm cái chuyện mà người phụ nữ lọt vào chuyện trầm cảm là rất là cao. Và cái điều tiếp nữa đó là họ cảm thấy là cái cơ thể của họ luôn luôn dơ bẩn, không bao giờ được sạch sẽ cả. Sữa vương vãi chảy khắp mọi nơi và máu me khắp mọi nơi. Nơi nào họ cũng cảm thấy là nó không có được kêu bằng nó sạch sẽ và vệ sinh cả. Đó là cái điều mà cái người phụ nữ sau sanh luôn luôn mắc phải, dù là bạn sanh thường hay sanh mổ đều mắc phải những cái trường hợp đó cả. Vì khi mà sau sanh là các bạn phải ra huyết, những cái huyết không có được tốt trong người mình phải ra hết. Cho nên hầu như các bạn ngồi ở đâu các bạn cũng cảm thấy là nơi đó nó luôn luôn nó làm cho mình cái cảm giác là có một cái gì đó nó không được an toàn vậy mọi người. Và điều cuối cùng đó là họ cảm giác như vị trí yêu thương của họ bị lật đổ hoàn toàn, và kể cả người phụ nữ đối với người đàn ông và kể cả người đàn ông đối với người phụ nữ. Thì cái người phụ nữ họ cảm thấy người đàn ông đó, người chồng của mình, tự nhiên họ không còn yêu thương mình nữa, không còn quan tâm mình nữa. Và cái người mà họ quan tâm đó là đứa bé. Và luôn luôn là mình bị, mỗi khi là có thể là người yêu của mình hoặc người chồng của mình luôn cho mình là trên hết. Ví dụ như bây giờ mình có giận đi chăng nữa thì anh cũng sẽ năn nỉ hoặc là sẽ giúp mình hết giận. Nhưng mà khi mà có baby rồi là những điều bạn làm đều không đúng, những điều bạn làm đều có thể bị rầy, bị la. Và nó làm cho bạn rất là tủi thân, và bạn cảm thấy vị trí nó luôn bị đảo lộn. Và kể cả bạn dành cho cái người đàn ông đó, ví dụ như các bạn cảm thấy là cái người phụ nữ họ sẽ cảm thấy là
trên cả thế giới này không ai có thể thay đổi, thay thế được cái người con bé bỏng của mình cả, kể cả người chồng mình luôn. Thì họ có thể chấp nhận bỏ người chồng mà không cần có một người chồng ở cái bên, và chấp nhận ở như vậy để nuôi con. Đó là cái một cái vị trí thay đổi đến mà nó gọi là nó 180 độ luôn. Mà nếu như mà không có biết điều chế và tiết chế những cái cảm xúc đó thì bảo đảm là cái chuyện gia đình mà sau khi có con là gây lộn nhiều hơn nữa các bạn ơi. Và điều cuối cùng mình nghĩ là cái điều này, kết lại cái sổ này thì mình cảm thấy rất là hài lòng là ở chỗ là mình cảm thấy cái, và khi cái người phụ nữ sao xanh họ sẽ cảm thấy giá trị yêu thương tăng lên, và họ hiểu được cái giá trị yêu thương như thế nào, và bắt đầu họ cảm thấy là yêu thương ba mẹ hơn, chăm sóc ba mẹ mình hơn. Và cái cách chăm sóc của mình sau khi mà sanh con, mình sẽ chăm sóc ba mẹ mình một cách rất là khác. Và có thể là do là đã làm mẹ, làm cha rồi, hiểu được cái cảm giác của người cha, người mẹ như thế nào, thì bắt đầu là cái người con đó hoặc người cha đó, họ sẽ quay về yêu thương ba mẹ của mình hơn so với cái lúc mà mình chưa lập gia đình. Đó là mình nghĩ là cái kết đẹp cho cái video này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu như các bạn cảm thấy hay những cái thông tin mà mình chia sẻ ra thì hãy like cho mình một like, và nhớ đăng ký subscribe kênh cho mình nhé. Đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông để nhận được nhiều thông báo khi mà mình live stream, thì các bạn có thể lên like trực tiếp và tám chuyện cùng với mình, hoặc trao đổi những thông tin mà các bạn muốn biết với mình nha. Cũng như là đừng quên bấm comment để nêu cái cảm nghĩ của mình. Và các bạn muốn mình làm video nào đó thì hãy comment bên dưới để mình có thể biết các bạn đang tìm hiểu về cái gì. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm video theo cái khả năng hiểu biết của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau.